Rồi, ở đây mình có hàm lượng argon chu sulfate được xác định theo phương trình của khử sao với potassium permanganate. Câu A là phương trình của học rồi, ok. Viết phương trình là phương trình vậy thôi. FeO4 cộng cho KmNO4 cộng cho phương trình cũng khá dài này. FeO4 cộng nước. Đó, ok. Rồi xác định các nguyên tố sự thay đổi số xi quá này. Rồi, chỉ trình chất khử số xi quá như kìa. Fe chỗ này không biết gì hết, đặt là ít. Ít cộng cho ớt thì mặc định trong gốc SO4 tôi đã ghi, tôi đã xác định rất là nhiều lần đúng không? Ít cộng cho cộng 6 cộng cho -2 nhân 4 bằng 0, ít bằng cộng 2. Ít bằng cộng 2. Rồi, bên này thì K là cộng 1. Vậy là 1 cộng cho ít cộng cho -2 nhân 4 bằng 0, ít bằng cộng 7. Rồi H2O4 không có sự thay đổi đâu. Fe chỗ này không biết là ít nè, chỗ này tập trung nha. X nhân 2 cộng cho mở ngoặc cộng 6 cộng cho -2 nhân 4 đóng ngoặc lại nhân 3 bằng 0. Giải ra x bằng cộng 3. Bấm shift son giùm tôi. Các bạn nhớ lúc mà tôi đọc như vậy á là các bạn nghe không kịp, các bạn phải pause lại như nào đó hoặc là tôi chậm lại xíu để nghe lại nha. Mình đang sửa bài cho một bạn 16 17 tuổi đúng không ạ? Và những người bắt đầu có tư duy nhận thức rồi. Thế nên gần như các bạn phải có ý thức về chuyện học, chứ không phải là mình như một đứa con nít phải chờ người khác chỉ, cầm tay chỉ việc. Còn những người có tư duy cả học phổ thông được là những người có tư duy rồi, một người lao động trí thức, chứ không phải là những người bình thường nữa nha. Rồi, ok. Chỗ này mình mà không biết, đặt lý đi. X cộng cho cộng 6 cộng cho -2 nhân 4 bằng 0, x bằng cộng 2. MN là cộng 2. Rồi chất khử quá, chất khử quá xác định luôn ha. Fe từ cộng 2 này các bạn tăng lên cộng 3 ha. Cộng 2 tăng lên cộng 3 thì nó tăng. Khử cho tăng, khử cho tăng, khử cho tăng. Dưới này đóng vai trò là một chất khử. Rồi, MN từ cộng 7 giảm xuống cộng 2 là chất oxy hóa. Rồi, Fe từ cộng 2 này. Cộng 3 này. Sáu cộng bốn cộng hai MN cộng bảy MN cộng hai cộng năm e là trên nhân năm dưới nhân hai. Năm hai mười mười Fe cộng hai ha. Năm hai MN cộng hai hai MN cộng bảy. Rồi chất oxy hóa chất khử như thế, xác định đã xong. Bôi hết này cho nó trón chỗ gì hết trơn. Nhớ là đừng có bôi nha. Người tôi bôi cho nó chóc đấy. Người đều còn cân bằng thân góc thân bằng nghe mà. Chỉ có chứ tôi đã thử rồi nè. Là muốn chỉnh mắt mình cho ông rồi luôn rồi nè. Tính thể tích dung dịch rồi. Bây giờ mình nhảy vô tính toán rồi. Rồi chứ khử quá tôi cũng bôi luôn. Để sự tính toán nó sẽ đúc vô đây. Rồi ok. Tính thể tích KmNO4 với phương gì đủ 20ml dung dịch FeO4 0,1 ml lớn. Vậy mình có số mol của FeO4 CM bằng N chia V. Đúng mà, CM bằng N chia V. Vậy N bằng CM nhân V. CM là 0,1 0,1 nhân với V. V là 0,02 20ml FeO4 đấy. 20ml dung dịch FeO4 thì bạn đổi ra lít là bằng 0,02 bằng cách bạn chia 1000. Các bạn có thể tự chia nha. Sẽ ra chỗ này được là 2 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng không? Tức là 0,002. Các bạn có thể tự check bằng máy tính ha. Mình tự nhẩm. Rồi xong. Là số mol FeO4. Rồi có số mol FeO4 rồi. Tính thể tích KmNO4 là con phải chuyển qua KmNO4. Được không? Thì 0,02 các bạn có số mol FeO4 là 20/3 rồi, các bạn đúc vào đây. Các bạn đúc vào đây. Thấy chưa? Rồi ok, thì mình có được số mol là 2 nhân 10 mũ trừ 3. Rồi, những chéo chia ngang nè, những chéo chia ngang tiếp tục 20/3 nhân 2 chia 10. Thấy hệ số là 10 không? Rồi các bạn sẽ ra được con số KmNO4 số mol là bao nhiêu? 20/3 nhân 2 chia 10. 20/3 nhân 2 là 4/10 mũ trừ 3 mà chia cho 10 nữa là 4/10 mũ trừ 4. 4/10 mũ trừ 4. Ở đây các bạn tôi nhẩm nha, còn không các bạn lấy máy tính bấm 2/10 mũ trừ 3. Bấm máy tính nhân 2 rồi chia 10. Được chưa?
là ra 4 nhân 10 trừ 4. Rồi, có 4 nhân 10 trừ 4 mol rồi đó thì chuyển qua thể tích thôi. Đề hỏi V. CM V dung dịch à, dung dịch là gì đây? K mol 4. CM bằng N chia V, V bằng N chia CM, N chia CM. N là số mol của K mol 4 là 4 nhân 10 mũ trừ 4. Các bạn chia cho CM, CM là 0,02. CM là 0,02, đúng chưa? CM đó, K mol 4 0,02 M lớn. 4 nhân 10 mũ trừ 4 chia cho 0,02. 4 nhân 10 mũ trừ 4 chia cho 0,02 mà máy tính ra. Rồi bấm. Chắc là tầm khoảng 0,02 quá, thế là bằng 0,02. Này là nhẩm. Còn nếu bạn không tự tin vào khả năng nhẩm của mình, tôi nhẩm được ra 0,02 nhưng tôi biết đúng sai, được chưa? Thì các bạn có thể bấm tính bấm luôn, được chưa? Rồi ok, đây sẽ ra được là lấy là như quên này, 4 nhân 10 mũ trừ 4 chia 0,02, 4 nhân 10 mũ trừ 4 rồi chia 0.02, chắc 0,02 này. Rồi đúng rồi, 1/50 là 0,02, thấy chưa? Chính xác 1/52. Nhưng mà mình không tự tin vào khả năng tính nhẩm của mình thì các bạn lấy máy tính các bạn bấm, không vấn đề gì xoắn cả. Các bạn biết sở đoản các bạn ở đâu thì các bạn có thể né cái sở đoản đó thì phát huy cái sở trường, được không? Rồi nhẩm mà nhẩm sai mới đi, còn nhẩm mà không nhẩm mà bấm từ từ chậm mà nó chắc đúng kết quả đâu, ok hả? Rồi đáp án là 0,02. Vậy là 0,02 lít ha, đơn vị là lít. Vậy là thể tích dung dịch cam 0,02 để phướng vừa đủ với 20 ml dung dịch FeNO4 0,1 m lớn là 0,02 lít cam NO4. Rồi đáp án chính xác là 0,02 lít. Rồi các bạn có gì không rõ bình luận bên dưới ha.